Xin chào mọi người. Hôm nay Lộc chia sẻ đến mọi người một chiếc xe hiệu Honda. Khách hàng của Lộc đổi xe là Lander, xe Đức, xe T1. Vì vậy mới để lại chiếc xe này để giao cho Lộc và bán lại cho khách hàng nào có nhu cầu về xe Honda Civic nha mọi người. Thì chiếc xe này rất là ok. Hiện tại nó đã chạy được 7.900 km và mình cảm thấy như là một chiếc xe mới vậy mọi người. Ở bên trong bên ngoài vẫn còn mới, mọi người cũng thấy đó, trong nội thất này rất là mới. Hôm nay Lộc giới thiệu qua chiếc xe này, nếu ai có nhu cầu đổi lấy cái chiếc xe này thì mình đổi nha. Rồi xíu nữa Lộc sẽ quay bên ngoài xung quanh chiếc xe này cho mọi người. Thì cũng nói qua chi tiết về chiếc xe này, nó là động cơ 1.5 turbo và nó khoảng tầm 170 mã lực. Động cơ này thì mình thấy là lên ga rất là nhạy, đạp ga mình lên cái là nó thấy nó vụt lên rồi. Rồi thêm một cái nữa là hộp số này là hộp số CVT vô cấp nha mọi người. Nhưng mà mình thấy nó qua số cũng êm ái. Chứ còn được thêm một cái nữa là cái chiếc xe này nó có cái form xe rất là hợp với thời trang bây giờ. Tuy nhiên là có những cái điểm mà Lộc thấy nó vẫn chưa ok mấy, đó chính là cái độ trao của chiếc xe khi mà chạy với tốc độ cao, và cái độ ồn của chiếc xe này thì nó có vẻ nó hơi ù tai đó. Thì Lộc chỉ nhận thấy có hai điểm đó trên cái chiếc xe này là mình cảm thấy là chưa good lắm. Tuy nhiên là những cái khác bù lại từ cái thiết kế bên trong nó rất là thể thao, và bên ngoài xe cũng thể thao và mượt mà. Màu sơn này là màu sơn trắng. Màu sơn trắng này thì thường là trong hãng họ sẽ bán mắc hơn 5 triệu so với những cái màu sơn khác. Bởi vì màu sơn trắng này nó là trắng ngọc trai mà nó có cái dạng như cả metallic hay là một cái lớp ánh kim á. Thì mình khi mà mình rọi đèn hoặc là mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy lớp ánh kim rất là đẹp. Đó là những cái chia sẻ về cái chiếc xe này. Âm thanh của chiếc xe này nghe thì cũng vừa phải thôi nha mọi người. Chiếc xe này nó dài khoảng tầm 4m6 á mọi người. Và chiều ngang của nó cũng được khoảng tầm 1m8. Chiều cao của nó thì nó chỉ có khoảng tầm 1m4 mấy chục thôi. Và khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này là 133 nha. Rồi tí Lộc sẽ quay bên ngoài. Và đây là bên ngoài của chiếc xe. Như lúc nãy Lộc chia sẻ với mọi người, đây là chiếc xe Honda Civic nha mọi người. Mọi người hãy nhìn đây, nó rất là thể thao. Dòng Civic này nó thể thao, rất là phù hợp với những người trẻ. Đó, mọi người thấy không? Thiết kế phía trước của nó thể thao ạ. Nó có cái chữ logo Honda nằm giữa ở đây. Và bên này là chữ RS, là phiên bản cao á mọi người. Đèn thì nó sử dụng là đèn LED nha mọi người, cũng khá là sáng. Đó, nó thiết kế thể thao không? Những cái cục đèn này, thiết kế ở dưới thì là đèn sương mù nha. Biển số cũng khá là dễ nhớ. Ở phía bên này thì nó có hơi chầy một xíu, tại vì xe cộ mà mọi người, cho nên đi phải có chầy. Đó, có chầy một xíu, cái mâm cũng có chầy một xíu nha. Mình quay một vòng xung quanh chiếc xe cho mọi người. Phía trên có cái cánh gió này cũng rất là thể thao. Ở bên trong chúng ta sẽ thấy cái cốp cũng rộng, đủ để chúng ta có thể để được hai vali lớn trong những cái cuộc hành trình du lịch của mình. Camera đồ phía sau này.
chiếc Civic này thì nó có cái điểm ấn tượng đó là cái đèn nó thiết kế cái chữ V quay vô trong đó. Hai chữ V đối xứng với nhau tạo nên cái ấn tượng riêng của cái chiếc Civic. Ghế phía sau đang còn mới tinh nè, cảm giác như là chưa ai ngồi đằng sau nữa. Đằng sau thì nó cũng có cửa gió nha mọi người, đó phía sau nó có cửa gió. Phía trước đây mọi người, chiếc xe này thì nó thiết kế ở bên trong nhìn nó thể thao và cũng khá là sang trọng đó. Trong tầm tiền như thế này, một chiếc xe được thiết kế thể thao sang trọng như thế này thì Lộc nghĩ cũng rất là đáng đồng tiền đó mọi người. Ghế trước cũng đang còn mới bởi vì xe chạy ít mà, mới có 7.900 cây thôi. Ghế chỉnh điện được 4 vị trí. Lộc quay cho mọi người xem chi tiết chiếc xe. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với Lộc để Lộc được để lại cái giá thật là tốt cho mọi người. Xe rất là, vẫn đang còn rất là ngon nha mọi người. Mọi người xem video của Lộc rồi và hãy đánh giá về chiếc xe Civic mà Lộc vừa chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.